em muốn phát biểu cảm xúc 2660 ạ. Dạ vâng, mời chị. Dạ, vâng, con trước mắt là con xin cảm ơn thầy tổ và con xin tri ân thầy tổ. Con biết đến Dung Sáng cách đây trước ngày Dung Sáng được 100 ngày. Thì nói chung là con thì cũng biết về Diện Trần, nhưng mà đến trước ngày 100 ngày thì con mới biết về Dung Sáng. Sau đó từ đó trở đi ngày nào con cũng theo dõi Dung Sáng. Đặc biệt là thời gian gần đây thì là cô Ngọc Anh với cả tất cả các cô đã thay đổi cái bài hát 2660. Trước thì con có nghe nhưng mà con không cảm nhận được nhiều. Đến về sau này các cô mới đổi lại 2660, cái giai điệu rất là hay. Nên là con nghe cái bài hát 2660 con có một cái cảm nhận và có một cái năng lượng rất là ấm áp. Mỗi lần nghe khi mà con làm mệt mỏi đấy thì sáng ra con nghe 2660, con cảm giác như là nó được tắc nghẽn, những tất cả những kinh mạch của mình nó bị đau hay bế tắc chỗ nào đấy, thì con cảm nhận nó được cái người con nó được uyển chuyển, thì con được cảm giác là mình được thông suốt và con rất là yêu thích bài 2660. Con chia sẻ cho tất cả bao nhiêu bạn bè, con muốn tất cả những người mà con biết đều được nghe bài 2660 và đều được cảm nhận như con. Thì hôm nay trước tất cả phòng Zoom con xin một lời chân thành tri ân sâu sắc tới thầy tổ và tất cả phòng Zoom và tất cả các cô giáo, cô Ngọc Anh và cô Đinh Hương Thảo, tất cả cô những người mà đã đem đến Diện Chuẩn lối vòng tay lớn của thầy Bùi Quốc Châu, cũng như con bản thân con giờ đang học và hỏi và thực hành. Con cũng muốn có một phần nào đó trước mắt là chăm sóc cho mình, sau đó là gia đình, và sau đó là con cũng có một cái nguyện vọng muốn phụng sự cho mình và cho xã hội, và muốn lối vòng tay lớn để cái Diện Chuẩn này được lan giải. Con xin cảm ơn ạ. Cảm ơn chị chia sẻ rất là nhiều. Diện Trần Online vô cùng là hạnh phúc khi mà nghe chị Hiền chia sẻ rằng là khi mà chị nghe bài hát giai điệu 2660 mà chị lại cảm thấy cơ thể được giải phóng, được lưu thông những cái tắc nghẽn. Đó là một điều hết sức tuyệt vời. Và em cũng mong muốn là chị Hiền tiếp tục lắng nghe này, ghi chép lại này. Bởi vì một cái giai điệu, một cái bài hát mà nó lại mang cái năng lượng chữa lành thì đó là một điều vô cùng tuyệt vời. Đó. Mình sẽ tiếp tục chia sẻ và lan tỏa cái giai điệu này đi nhiều hơn nữa, bật mỗi ngày để những cái năng lượng, những cái tần số hạnh phúc, vui vẻ, bình an, năng lượng chữa lành sẽ càng được lan xa, lan rộng, được không ạ? Rồi, cảm Dạ ơn vâng. chị Hiền chia sẻ.